sói hạm lớn hiện đại nhất hải quân Ukraine vừa bị đánh chim mà không kịp khai hỏa. Theo The Driver, sói hạm Hesman Sahaydachi của hải quân Ukraine đã không có cơ hội tham chiến khi các lực lượng Nga tiếp tục đạt tiến ở khu vực phía Nam gần Biển Đen. Dưới đây là bài lược dịch viết trên tờ báo Mỹ. Khi các lực lượng Nga tiếp tục đạt tiến công ở sườn phía Nam Biển Đen của Ukraine, có vẻ như hải quân Ukraine đã không tạo điều kiện cho Moscow thu được một chiến tích lớn. Sói hạm Hesman Sahaydachi U-130 của họ. Hình ảnh con tàu chiến nằm nửa chìm nửa nổi xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 3 tháng 3 cho thấy có vẻ như nó đã bị đánh chìm và có chủ đích để tránh rơi vào tay đối phương. Cũng có thể đây là hành động của phía Nga nhưng điều đó có vẻ ít xảy ra hơn vào thời điểm hiện tại. Lý do là mặc dù chiếc khinh hạm lớp Krivak 3 Menzinski có lượng choáng nước 3.100 tấn khó có khả năng đương đầu với hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga nhưng việc bắt giữ nó sẽ là một chiến thắng lớn về tuyên truyền cho Moscow. Được trang bị hải pháo 100mm, các loại pháo nhỏ hơn, vũ khí chống tàu ngầm và trực thăng hỏa lực của chiến khinh hạm có vẻ khá hạn chế nhưng nó là nguồn tự hào của lực lượng hải quân nhỏ bé của Kiev. Chiếc khinh hạm 35 tuổi được cho là đang được sửa chữa tại thành phố cảng Mykolaiv khi nó bị chìm. Mykolaiv nói riêng và Tây Nam Ukraine nói chung đang phải chịu áp lực mới từ quân đội Nga khi thành phố Kherson gần đó thất thủ và hiện có các lo ngại rằng một cuộc tấn công đổ bộ của hải quân nga vào odessa sẽ là diễn biến tiếp theo